nặng của động vật. Động vật nông trại là những động vật được con người chuyển hóa. Mỗi con vật có một kích thước và cân nặng không giống các con khác. Video này chúng ta sẽ cho những đặc điểm thú vị, đó là cân nặng của các loài động vật các bạn nhé. Giống và mục đích sử dụng của chúng. Con ngựa dùng cho mục đích thồ, kéo hàng. Giống ngựa to lớn được lai tạo ở Anh vào cuối thế kỷ 18 cho nhu cầu quân sự. Sau đó, chúng được sử dụng làm lực lượng lao động chính trong nông nghiệp và công nghiệp. Chiều cao ở vai trung bình là 70 cm và trọng lượng có thể đạt tới 1.200 kg. Con bò.
hiện nay, chúng ta nuôi bò với hai mục đích chính là lấy thịt và lấy sữa. Với bò thịt, trọng lượng của chúng sẽ lớn hơn bò để lấy sữa. Có những giống bò thịt có thể lên đến 1 tấn. Con cái trưởng thành nặng từ 500 đến 800 kg. Con đực trưởng thành nặng từ 900 đến 1.400 kg. Bò lấy sữa sẽ nhỏ hơn từ 400 đến 550 kg. Con lợn. Các kỷ lục về cân nặng hiện giờ đều thuộc các giống lợn rừng trong tự nhiên. Lợn nhà không đạt được những chỉ số đáng kinh ngạc như vậy, nhưng chúng cũng là những động vật khá nặng. Tùy thuộc vào giống, cân nặng khi trưởng thành của bạn từ 120 đến 250 kg. Con gà. Các con gà thông thường sẽ nặng từ 2,3 đến 3,5 kg đối với con trống, và con cái sẽ nhẹ hơn. Nhưng có những giống gà đặc biệt, chúng nặng tới 7 kg. Gà nhỏ nhất có nguồn gốc từ Malaysia, cân nặng của chúng thường chỉ khoảng 500 gram. Trong các loài gia súc, thông thường một con dê được 3 năm tuổi sẽ nặng từ 50 đến 60 kg, còn với dê cái là 30 đến 40 kg.